Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Chiều hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái con 20 ở trên đài Bến Tre. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 13 tháng 9 trên các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Mời anh chị em tham khảo ở đài Đồng Nai, mình dự đoán cái cặp 29-92. Ở đài Cần Thơ, mình dự đoán cái cặp 0990. Ở đài Sóc Trăng, mình dự đoán cái cặp 13-31. Anh chị em hãy tham khảo trong chiều mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong buổi chiều ngày mai.